Sau hơn một tháng ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua ngày 12 tháng 9, GoViet, ứng dụng gọi xe mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Hà Nội. Đây là dịch vụ gọi xe theo yêu cầu, được cho là sẽ trực tiếp cạnh tranh với các ứng dụng như là Grab hay là FastGo. Cũng trong ngày hôm qua, ứng dụng gọi xe GoViet cũng vừa tung ra gói cước đồng giá 1.000 đồng cho tất cả các chuyến đi tại 6 quận nội thành. Theo đó, hiện GoViet cung cấp hai dịch vụ là đặt xe hai bánh GoBuy để di chuyển và giao hàng GoSend. Ở thời điểm công bố hoạt động tại thị trường Việt Nam, GoViet là một trong những ứng dụng gây chú ý khi liên tục tung ra các chiêu khuyến mại khủng cho cả tài xế và khách hàng. Chiêu khuyến mãi của GoViet đã thu hút được lượng không nhỏ các đối tác tài xế, trong đó có không ít các đối tác tài xế của ứng dụng Grab. Cụ thể, GoViet tung gói cước đồng giá 1.000 đồng áp dụng cho mọi chuyến đi dưới 6 km xuất phát từ 6 quận trung tâm là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân. Đây là mức giá cước khuyến mãi thấp hơn mức 5.000 đồng một cuốc xe mà Grab đang áp dụng tại cùng thời điểm tại Hà Nội. Ứng dụng của ứng dụng GoViet trên thiết bị di động là một cái hệ sinh thái và có thể hiểu nó như một cái sàn giao dịch điện tử để kết nối giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ. Qua đó thì người dùng có thể dùng ứng dụng GoViet để đặt rất nhiều các cái dịch vụ hàng ngày phục vụ cho cuộc sống của họ, từ vận chuyển hành khách bằng xe máy và xe ô tô, giao đồ ăn, ví điện tử, giao hàng, đi chợ hộ, các cái dịch vụ làm đẹp tại nhà, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ sau hơn một tháng có mặt tại Việt Nam, GoViet đã có 1,5 triệu lượt tải ứng dụng và có trong tay 35% thị phần xe ôm công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, với sự hậu thuẫn của Gojek Indonesia, GoViet đã liên tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Ứng dụng GoViet đã chính thức triển khai hoạt động rầm rộ tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 8 sau một thời gian thử nghiệm.